Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với ông Cao Kim Hun, Tổng Thư ký ASEAN, nhân chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời tham dự diễn đàn tương lai ASEAN của Chính phủ Việt Nam. Trong buổi tiếp và làm việc, Bộ trưởng đã chia sẻ, mặc dù trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến khó lường, nền kinh tế Việt Nam trong quý 1 năm 2024 vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng, tăng trưởng kinh tế quý 1 đạt 5,66%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 178 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung vẫn phải đối mặt với các thách thức trong thời gian tới. Bộ trưởng cho rằng các nước ASEAN phải tăng cường đoàn kết để vượt qua các thách thức này nhằm đạt được các kết quả tích cực, cùng có lợi trong thời gian tới. Về hợp tác kinh tế ngoại khối, Việt Nam đã tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với các thành viên ASEAN, đặc biệt là trong công tác thực thi và đàm phán nâng cấp các FTA ASEAN cộng, bao gồm cả Hiệp định RCEP. Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao những chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, cũng như cam kết của Việt Nam trong việc tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm để thúc đẩy hội nhập kinh tế ASEAN trong thời gian tới và nhất trí giao cấp kỹ thuật, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các mục tiêu của cộng đồng kinh tế ASEAN.